Quang Hải về nước, hết giải châu Âu, xuất ngoại lần đầu, không quay lại nữa. Quang Hải gần như chắc chắn sẽ chia tay Pau Fan Club sau khi mùa giải năm nay kết thúc. Ngôi sao số 1 đội tuyển Việt Nam cũng đã chốt ngày về nước để hội quân với thầy trò huấn luyện viên Philip Trucci. Quang Hải đã không còn chỗ đứng tại Pau Fan Club khi nằm ngoài kế hoạch của huấn luyện viên Didier Tholot. Lần gần nhất mà ngôi sao số 1 đội tuyển Việt Nam ra sân tại Ligue 2 là từ ngày 19 tháng 2, trong trận thua của Pau Fan Club trước Lavan. Hiện tại, người đại diện của Quang Hải là ông Michel Fossini đang cố gắng để giải thoát cầu thủ 26 tuổi khỏi đội chủ sân Nouskem. Phía trước Quang Hải sẽ là đợt tập trung cùng đội tuyển Việt Nam. Đây sẽ là cơ hội để tiền vệ sinh năm 1997 ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Philip Trucci. Theo kế hoạch, Quang Hải sẽ trở về nước sau khi Ligue 2 chính thức hạ màn vào ngày 3 tháng 6 sắp tới. Trong dịp về nước lần này, rất có thể Quang Hải cũng sẽ xác định bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp. Thời gian vừa qua, ông Michel Fossini đã có mặt ở đại bản doanh của câu lạc bộ Công an Hà Nội để đàm phán về một thương vụ chuyển nhượng đình đám của V-League. Người đại diện của Quang Hải có mặt ở đại bản doanh của câu lạc bộ Công an Hà Nội hồi đầu tháng 5. Bên cạnh Quang Hải thì hai ngôi sao khác đang thi đấu ở nước ngoài là Văn Toàn và Công Phượng nhiều khả năng sẽ hội quân muộn. Hai cựu cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai được cho là sẽ về nước vào ngày 12 tháng 6 bởi giải vô địch quốc gia của Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn đang thi đấu. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 5 tháng 6, sau khi kết thúc vòng 11 V-League 2-23. Ở đợt hội quân lần này, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu quan trọng với Hồng Kông và Syria vào các ngày 15 tháng 6 và 20 tháng 6. Huấn luyện viên Philip Trucci sẽ có cơ hội đánh giá năng lực của ba cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài khi cả ba đều đã không được triệu tập ở đợt tập trung tháng 3.